chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin X giải trí. Chuẩn bị lên xe hoa, Diễm My chính X được khen sắc phóc ngày một thăng hạng ở tuổi 33. Diễn viên chính X tập bộ môn này để giữ dáng trước thềm đám cưới vào tháng 11 này. Mới đây Diễm My chính X đã đăng tải tập luyện trong vòng billet trước thềm đám cưới, nhanh chóng thu hút lượng tương tác trên mạng xã hội. Là một người yêu thể thao, nữ Diễm My chính X thường xuyên chia sẻ những bí kíp tập luyện, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Dưới phần bình luận, không ít fan dành lời khen có cánh cho nữ diễn viên và nhận xét sắc vóc của cô ngày càng thăng hạng. Không chỉ sở hữu thân hình cân đối dẻo dai, Diễm My chính X còn khoe được làn da mịn căng bóng trong những video ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Đây là hình ảnh của cô trước khi lấy chồng, và để xem hình ảnh của cô sau khi lấy chồng và có con thì sẽ như thế nào các bạn nhé. Diễm My chính X sinh năm 1990, được biết đến những bộ phim Mỹ Nhân Kế, Gái Già Lắm Chiêu, Chạy Đi Rồi Tính, Cô Ba Sài Gòn. Bên cạnh đó, cô còn lấn sân sang làm MC Người Mẫu Ảnh. Được biết cuối tháng 12, Diễm My chính X sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn. Kể từ khi công khai hẹn hò, cả hai đã thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng. Ở tuổi 33, Diễm My chính X đã có nhiều người ngưỡng mộ không chỉ vì thành công trong sự nghiệp mà còn có tình yêu đẹp như mơ. Cô còn trùng cùng chồng sắp cưới, có nhiều niềm đam mê chung, đặc biệt là sở thích tham gia các hoạt động nghệ thuật như leo núi, chạy bộ. Thời gian gần đây, Diễm My đang tập thêm billet. Các động tác trong billet tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi người tập cần phải có sự tập trung cao độ để kiểm soát được hơi thở đúng cách. Billet tiêu tốn khá nhiều năng lượng nhờ sự kết hợp những dụng cụ chuyên dụng, mang lại kết quả trong giảm cân, giữ dáng, đồng thời điều chỉnh lại tư thế, tác động tích cực đến cuộc sống, giảm đau thắt lưng. Được biết đám cưới của Diễm My chính X sẽ tổ chức vào tháng 11 này. Mong chờ hình ảnh của Diễm My chính X trong đám cưới.